Em xin mến chào chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên em xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, an lành và hạnh phúc bên gia đình thân yêu ha. Thì ngày hôm nay là 20 tháng 4 âm lịch. Em cũng làm clip và chia sẻ đến với anh chị về việc chăm sóc, cũng như nhân tiện hôm nay em trở lại để tưới phân cử thứ hai cho những cây mai mà tới thời điểm này nó mới đi hết cơi một ha, và cơi hai nó mới nhú. Thì cách đây hơn 10 ngày em cũng có chia sẻ anh chị về việc mình sử dụng phân bón 30-10-10 để chúng ta chăm sóc cho những cây mai mà chồi nó còn yếu ha, để giúp cho chi chồi nó phát triển được mạnh, nó mau kính tàn ha anh chị. Thì tới ngày hôm nay là được hơn 10 ngày rồi, em quay trở lại để cho anh chị mình xem sau khi chúng ta bấm chặn đọt cơi một và tưới phân 30-10-10 thì sau hơn 10 ngày thì anh chị mình thấy ha, tất cả chồi non nó đã nhú ra hết như thế này đó, đọt non nó, đọt của cơi hai nó đã nhú ra mạnh hết như thế này ha, nhú ra mạnh hết rồi. Cây này em cũng mới rong lá cách đây mấy bữa anh chị, mới rong sơ lá để cho nó dồn dinh dưỡng nó nuôi ra bên ngoài đó anh chị mình thấy ha, tất cả chồi nó đã nhú ra như thế này rồi. Cả chồi nó đã nhú ra rất là mạnh ha. Đó, như cây bên đây cũng vậy. Em đây chồi nó cũng ra rất là mạnh. Chồi nó bắn ra rất là mạnh. Khi cái chồi mà nó nhú ra được rồi á là nó phát triển rất là nhanh ha. Chỉ yêu cầu mà chúng ta phun sâu vào bò trĩ, đừng có để cho sâu bò trĩ cắn, thì cái chồi nó phát triển rất là nhanh nha anh chị. Chỉ trong vòng vài ngày thôi là nó đã vươn ra rất là bự, cái lá rất là bự rồi. Đó. Còn những cây trên vườn này thì tới thời điểm này là nó bắt đầu đang đứng đọt lại ha anh chị, đứng đọt. Nó đứng lại như thế này. Thì hôm giờ thời tiết mưa cũng quá nhiều ha. Không biết chỗ anh chị mình mưa, cái lượng mà mưa có lớn không, chứ ở chỗ em hầu như là 4-5 ngày nay ngày nào mưa cũng lớn anh chị. Ngày nào mưa cũng lớn á. Thì khi cái thời tiết mưa xuống á, cây mai chúng ta nó mát, nó phát triển tốt. Nhưng mà cái lượng mưa quá nhiều dẫn đến cái tình trạng là nước ở trong chậu nó dư ha. Nước trong chậu dư, chất trồng lúc nào nó cũng ẩm. Cho nên cây mai chúng ta nó cũng sừng lại anh chị. Nó sừng lại. Nó phát triển chậm lại ha. Sẵn đây em cũng nhắc anh chị mình á, sau những cơn mưa lớn thì anh chị mình thì nhớ chú ý xem cái chậu mai của mình nước nó có thoát tốt không ha. Đừng để nước nó ứ động nha anh chị. Chúng ta kiểm tra xem cái chậu mai nước nó có thoát tốt hay không. Nếu mà nước nó còn ứ lại thì chúng ta kịp thời để khai thông cho nó thoát đi ha. Chứ anh chị mình để mà 5-3 bữa nước nó có ứ ở trong cái chậu thì nó sẽ làm cho bù rễ bị hư, bị thúi nha anh chị. Đó, còn trở lại chủ đề của ngày hôm nay thì ngày hôm nay trời thời tiết nắng ráo từ sáng tới giờ thì chất trồng ở trên chậu nó cũng khô lại như thế này. Em cũng tranh thủ pha phân để tưới cho những cây mai mà chồi nó mới bắt đầu đi cơi hai ha. Thì cử phân trước em sử dụng là 30-10-10 cộng với humic để em tưới cho cây. Sau khi em bấm chặn đọt thì tới ngày hôm nay đọt nó đã phát triển ra đều hết rồi, nó đã ra mạnh như thế này rồi. Sau 2 tuần thì chồi nó đã phát triển ra mạnh ha. Thì hôm nay em tưới cái cử hai đó là DAB, em kết hợp với dưỡng rễ N3M nha anh chị. DAB kết hợp với dưỡng rễ ha. Thì cái DAB em đã ngâm sẵn đây rồi. Em đã ngâm sẵn đây ha. Bởi vì cái DAB nó lâu tan cho nên em phải ngâm trước nha anh chị. Đó. Thì như cây mai này của em thì nó phát triển rất là mạnh rồi, cho nên cử này em sử dụng DAB ha. Còn như cây mai của anh chị mình mà nó còn hơi yếu thì anh chị mình có thể tưới thêm một cử 30-10-10 nữa ha. Tưới thêm một cử 30-10-10 nữa để cho chồi nó ra cho được mạnh ha. Còn cây này của em thì nó phát triển cũng khá là mạnh rồi,
cho nên cử này em tưới DAP để sau khi những cái cơ chồi này nó phát triển, lá nó to lớn lên thì lá nó sẽ xanh và nó dày lá luôn ha anh chị, nó xanh và dày lá luôn. Thì cái liều lượng em sử dụng ở đây là em pha cho một cái xô 20 lít nước như thế này, là em sử dụng 30 gram DAP và 15 gram N3NM nha anh chị. Em pha cho một cái xô 20 lít nước ha, 30 gram DAP và 15 gram N3NM để em chia ra em tưới. Thì em pha cái liều lượng nhỏ như thế này để cho anh chị mình xem, anh chị mình dễ làm. Còn lát nữa em phải pha vô cái bồn lớn em mới tưới được ha, em mới tưới đủ. Đó, em cho chung vô đây em quậy cho nó tan rồi em chế vô cái xô ha. Sau khi em đã quậy tan cái N3NM chung với cái DAP thì em cho vô cái xô này để em tưới. Thì anh chị mình cũng có thể pha DAP với humic để tưới cho cây ha. Như em thì cử trước em tưới 30-10-10 chung với humic rồi, thì cử này em sử dụng DAP kết hợp với N3NM. Thì anh chị mình thấy chúng ta tưới như thế này là nó sẽ kết hợp vừa có phân NPK, vừa có dưỡng rễ, vừa có hữu cơ đầy đủ luôn ha. Và anh chị mình phải lưu ý ha, đối với phân bón thì chúng ta không nên cộng 3-4 thứ lại chúng ta tưới cho cây một lần ha. Bởi vì anh chị mình cộng 3-4 thứ lại thì lúc đó nó sẽ làm cho dư phân, chúng ta tưới vô bộ rễ cây nó chịu không nổi, nó sẽ bị cháy rễ ha, dẫn đến bộ lá trên cây nó cũng bị cháy, bị vàng lá, nó rụng lá ha. Chúng ta chia ra để chúng ta tưới 10 ngày đến 12 ngày chúng ta tưới cho cây một lần, cái liều lượng nó vừa đủ thôi. Anh chị có thể tưới cái lượng phân nó loãng một chút nhưng mà cây mai chúng ta nó vẫn phát triển tốt, an toàn. Và cái thứ hai là nếu như anh chị mình sử dụng phân bón, anh chị mình pha nước để tưới cho cây thì anh chị mình phải lưu ý là cái chậu mai của chúng ta nó phải khô ha, nó phải ráo lại, chất trồng nó phải ráo thì khi đó anh chị mình tưới phân cây nó mới hút phân được ha. Chứ còn cái chậu mai mà nó đang ướt chèm nhẹp, khi đó là bộ rễ của cây nó đang ngậm nước mà anh chị mình tưới phân nước vô thì cây nó sẽ không hút được cái phân bao nhiêu ở đây, nó đang ngậm nước mà, tức là nó đang đủ nước rồi mà anh chị mình tưới nước vô nữa thì cây nó sẽ không hút bao nhiêu hết, nó sẽ tụt trôi hết đi ha. Tốt nhất là chúng ta để cho chất trồng nó ráo lại rồi chúng ta hạ tưới phân. Và nếu như thời tiết mà nắng gắt mà chất trồng nó quá khô ha, thì anh chị mình phun trước khi anh chị mình tưới phân, anh chị mình phun sương nhẹ trên cái tàn lá, phun sương nhẹ trên tàn lá để cho nó mát và nó nhiễu nhẹ một ít nước ở trên mặt, rồi lúc đó anh chị mình tưới phân. Còn như ở chỗ em đây mấy ngày nay ổng mưa riết à, được ngày hôm nay nắng thì chất trồng nó mới ráo ráo lại như thế này, thì em không cần phải phun sương ha, em để như thế này em tưới phân luôn. Còn cái liều lượng á thì tùy theo cây mai của anh chị mình lớn hay nhỏ ha, mà chúng ta tưới cho nó vừa đủ là được. Thì đối với cái phân mà anh chị mình pha nước ra như thế này thì anh chị mình cứ tưới ở xung quanh như thế này để cho nó thấm đều xuống là được ha. Đó, chúng ta tưới xung quanh như thế này. Bởi vì rễ cám nó phát triển là phát triển ra bên ngoài, thì chúng ta tưới ở cái vành ngoài như thế này, nó thấm xuống, rễ nó hút nó nuôi lên. Thì đó là những cái cây mai mà chúng ta trồng trên cái chậu lớn, chậu 8 tấc hoặc chậu 1 mét. Chứ còn những cây mai anh chị mình mà mai mini trồng vô chậu 2, chậu 3 thì anh chị mình tưới cái là thấm hết luôn cái bầu rồi. Đó, cái cây này em tưới 2k khoảng 4 lít ha anh chị, 4 lít. Đây qua cây này cũng vậy, cây này em cũng trồng trên cái chậu 8 tấc ha.
em nhỏ sơ sơ mấy cái cây cỏ, cái tưới phân. Đó anh chị thấy ha, chất trồng nó đã ráo lại như thế này em mới tưới phân nha. Đây, một ca như thế này là 2 lít hả anh chị? Đó, chúng ta tưới như thế này, nó thấm xuống là rễ nó sẽ hút nó ăn. Khi cái chất trồng của anh chị mình mà nó ráo như thế này nè, thì anh chị mình tưới phân vô một cái là cái những cái rễ cám nó sẽ hút, hút phân rất là mạnh. Nó không có bị tuột xuống ha. Cũng như còn mà chất trồng mà nó đang ướt chèm nhẹp mà rễ cám nó đang ngậm nước á, anh chị mình tưới phân vô một cái thì cây nó sẽ không hút được phân bao nhiêu ha. Đó là về cái phân mà chúng ta bón ở gốc cho cây, thì để mà giúp cho cây mai chúng ta nó phát triển được mạnh mẽ hơn, cũng như tăng sức đề kháng và những cái chồi nó phát triển ra nó mượt mà hơn, thì anh chị mình phun bổ sung qua lá cái phân bón hữu cơ Rot 2 ha. Chúng ta phun bổ sung qua lá cái phân bón hữu cơ Rot 2 xen kẽ với cái cambi vi lượng ha anh chị. Ví dụ như tuần này anh chị mình phun Rot 2 kết hợp với sâu bò trĩ, thì tuần sau anh chị mình phun cái cambi kết hợp với sâu bò trĩ để giúp cho bộ lá trên cây mai chúng ta nó phát triển ra thì nó mượt mà hơn và nó tăng sức đề kháng cho cây, thì nó sẽ giúp cho cây mai chúng ta chống chịu được trong cái mùa mưa tới ha anh chị. Rồi thì clip chia sẻ ngày hôm nay em cũng xin được tạm dừng tại đây. Trước khi kết thúc em xin được cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau, nếu mến và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.